Trưa nhà anh đi làm. Sĩ qua đây ăn nè em. Dạ em không ăn đâu. Lan ơi, nhà này nhà trọ của con hả? Phải rồi đó, qua đây ăn miếng đi rồi đi. Ừ, tôi nghe. Sao? Nè, Tâm Ý, lấy cho cô cái chén rửa đũa đi. Dạ. Nè, ăn xong một chén thì rồi hãy đi. Em nói là em không ăn rồi mà. À mà chị, tối mai chị rảnh không? Có chuyện gì hả? Buổi tới bệnh viện có buổi tiệc từ thiện cho bệnh nhi ung thư, cần người đi cùng, chị đi với em nha. Được á, nếu mà chị của em đi thì anh đi chung với chị em nữa nha. Nè, nếu như mà đi ăn tiệc thôi, chị đi với em làm gì? Em cũng không biết nữa, tại bệnh viện cần người đi cùng. Chị đi với em coi nhờ đi ăn tiệc cũng được. Không mời anh thiệt hả? Nếu không mời anh không cho mượn vợ anh đâu á nha. Thôi, chị đi với em có kỳ cục không? Thì coi như là lâu lâu chị đi ăn tiệc với em. Anh đã nói rồi á, anh không có cho mượn vợ anh đâu rồi nha. Cái em anh đi. Anh này, em đang nói chuyện với anh Sĩ mà nãy giờ cứ xen vô hoài à. Là... vợ không có vui gì hết. Ba ăn cái này đi ba. Tự nhiên á, chị đi với em á, chị thấy kỳ kỳ. Có gì đâu kỳ kỳ. Giống như thằng Luân bạn em vậy đó. Nó đâu có người dẫn đi đâu. Nó dẫn bà nội theo đó. Mà thôi đi, tối mai chị lỡ hẹn bạn tới nhà chơi rồi, hay là em rủ người khác được không? Em có ai đâu mà rủ. Hả? Tâm Ý kìa. Qua đây con. Nè, không phải tối mai em đi với Tâm Ý đi, nó rảnh mà. Đúng đó. Tâm Ý, tối mai con có rảnh không? Dạ con. Yên tâm đi, công việc ở nhà để cô lo cho. Nhưng mà chỗ đó sang trọng lắm, không hợp với chị đâu. Thôi, quyết định vậy đi. Tối mai con đi với chú Nghi chưa? Vậy nha, chú đi làm cái. Yên tâm đi chơi đi. Ben. Cảm ơn nha. Sao ngày nào em cũng mua cà phê cho chị hết vậy? Dạ đâu có gì đâu chị. Chị là sư phụ dạy tôi cân đô cho em mà. Nói mà quá. Sau này á, chị dạy thêm cho em nha. Sư phụ. Cái thằng này. Chị dạy cho em một chút xíu à, cũng phải đặt kêu sư phụ nữa. Vậy chị phải dạy cho em thêm nữa. Ok. Cảm ơn nha. Dạ. Cô Liễu vô. Tụi dạ. Mình đặt cho cổ vui chút đi. Vậy mình làm sao chị? Nè, tôi đã nói với cậu rồi mà. Sao ngày nào cậu cũng ngồi lấn qua bàn của tôi hết vậy hả? Nè, chị có thấy rõ ràng là chị lấn qua em trước không? Coi nè. Cái cuốn sách của tôi để đây mà. Làm cái gì mà cậu lấn ra ngoài vậy? Tôi đã nói là để đây nè. Em có cái tách cà phê của em đây nè. Nè, cái gì mà hai đứa cãi nhau như con nít vậy vậy hả? Càng lúc tôi càng thấy khó chịu về chị rồi đó. Nè, cậu làm như tôi ưa cậu lắm hả? Người vậy đâu mà kỳ cục quá à. Tôi đã nói rồi cậu không có được để đây nghe chưa? Vậy muốn để đây thì sao? Tôi đã nói tôi không thích cậu để đây mà. Ủa, sao hôm nay chú về sớm vậy? Chú để quên tài liệu ở nhà. Mà con đi đâu vậy? Dạ, con đi chợ. Con đi chợ hả? Đi. À mà Tâm Ý. Dạ. Tối mai đi chú không? À, chuyện đó chú nhờ người khác đi được không chú? Tại sao vậy? Dạ, tại con không biết mặc cái gì nữa. Với lại con cũng không biết tới đó làm gì luôn. Chỗ đó toàn bác sĩ không mà. Con thấy con đi không có hợp. Mình tới đó ăn uống thôi mà, đừng lo lắng quá. Bác sĩ cũng là con người mà. Con biết là vậy, nhưng mà... Không sao đâu, đừng có lo lắng quá. Đi theo chú được. Vậy nha. Dạ. À, Ý. Dạ. Đi theo chú. Dạ, đi đâu chú? Lên xe rồi biết. Dạ. Ủa, chú ơi, mình vô đây làm chi vậy chú? Vô đi mua đồ chi với con. Không sao, đi, vô. Anh chị, anh chị à. Anh chị có cần em hỗ trợ tư vấn gì không ạ? Chú. Hay là mình đi về đi. Chứ con đâu biết lỗi gì đâu. Sao về? Con nói là không biết mặt gì đi tiệc mà. Chọn đại bộ đi. Chị cứ lựa tự nhiên nha, đây là bộ sưu tập mới bên em á.
Chú thấy bộ này được nè. Con thấy sao? Dạ. Em thấy bộ này cô ấy mặc có đẹp không? Em nghĩ là chị mặc bộ này sẽ rất đẹp. Đây là mẫu mới của shop NBN chúng em, được thiết kế theo style trẻ trung và rất hợp với chị. Chị lấy bộ này nha. Chú phải đi làm rồi, quyết định đi nha. Tôi lấy bộ này. Ủa con sao vậy? Bộ con không thích cái áo đó hả? Dạ không có. Nếu con không thích thì để chú đổi lại cho. Chú ơi, con thấy cái áo này mắc lắm đó chú. Yên tâm đi, lương tháng của chú dư sức mua bộ đồ đó mà. Sau này chú đừng làm gì nữa nha. Dù là không nhiều, nhưng mà số tiền con kiếm được cũng bằng chính sức lực của mình. Với lại, con thấy con cũng không thiếu thốn nên là phải sống dựa dẫm cho người khác. Con mong là chú đừng có biến con thành con người như vậy. Chú xin lỗi con nha, vì khiến con phải nghĩ như vậy. Chắc bây giờ con ghét chú lắm hả? Dạ không có đâu. Dù gì thì chú cũng xin lỗi, nhưng chú không muốn vì con đến đó với chú mà khiến con phải lo lắng như vậy. Dạ. Dạ alo ạ. Nè, hình như chú để tập tài liệu ở nhà rồi, con mang lên bệnh viện giùm chú nha. Dạ. À mà nè, thôi khỏi đi, mình gặp nhau ở bến xe buýt gần nhà, chú sẽ đón. Dạ. À, mà chú ơi, để con tự đi cũng được mà. Thôi đừng tới đây trễ đó nha. Vậy thôi nha. Dạ con nghe nè bà. Dạ, buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ. Lát nữa con về sẽ đón bà. Dạ, chào bà. Ồ, bọn tính đón bà tới thiệt đó hả? Ừ, chứ còn ai đâu. Còn ông? Tôi dắt chị gái theo. Sĩ, ông sướng thiệt đó nha. Dắt bạn gái theo nữa. Đã nói là không phải bạn gái đâu mà. Còn chối nữa. Đồ mê gái bỏ bạn. Chào chị. Ê. Dạ. Trời ơi, bữa nay đi đâu mặc đồ đẹp dữ vậy trời, dễ thương quá à. Dạ, em đi công việc cho chú sĩ á chị. Đi công việc á hả? Dạ. Hèn chi mặc đồ dễ thương quá. Dạ, thôi em đi nha. Ừ, đi đi. Đi công việc mặc đồ vậy hả trời. Mấy cái đầm nó vừa sai mình không ta? Trưởng khoa cho gọi ông kìa. Gọi chi vậy? Phụ mẫu với trưởng khoa. Cái gì? Gì đó giao cho anh Thiện nữa mà. Hình như anh cũng đang ngủ. Ông tới đó coi đi. Dạ alo. Làm chi hả? Cậu đây. Cho cậu hỏi có tâm ý nhà không? Dạ cậu đợi con xíu nha cậu. Ê, ra nghe điện thoại nè cái bạn. Bạn gọi mình hả? Ai gọi mày đâu, gọi ban chủ mày kìa. Chị mình đó hả? Ờ. Ờ, chị đi ra ngoài rồi. Chán ghê người. Cậu ơi cậu, chị ra ngoài rồi cậu. Ra ngoài rồi hả? Chết rồi, Tâm ý không có điện thoại bên người. Bây giờ phải làm sao ta?
Nào Lâm Chi, nói với chị Tâm Ý á, là cứ đứng ở nhà đợi cậu nha, chứ đừng đi đâu như chưa. Dạ. Chơi, con về nhà phụ cô một chút nha. À, dạ. Nhanh lên. Ủa, cậu sao vậy? À, đâu có gì đâu. Hôm nay chị mặc đồ lạ quá, nhận không ra luôn á. Nè chị kia. Cái con nhỏ này nói chuyện với người lớn mà nè nè hoài vậy. Sao đánh người ta? Anh cũng đâu lại thấy chị gia sư đâu. Mà mày chạy dạy đời người ta. Dạy đời dạy. Đi. Tôi biết rồi. Chị 30 phút nữa tới nha. Rồi. Tự nhiên tôi mệt dữ vậy nè trời. Cô ơi, hay là con nghỉ tay đi để con làm cho. Rửa giùm cô mới này nha. À, dạ. Chị về nha. Ủa, sao em đi công chuyện mà em về sớm vậy? Ờ, chị. Hả? Em nhờ chị cái này nha. Ôi, bao nhiêu chuyện làm sao mà làm kịp đây chứ. Alo, Sĩ hả? Alo, chị hả? Có Tâm Ý nhà không chị? Hả? À, khoan khoan đợi chị chút. Nè Tâm Ý, Tâm Ý. Dạ. Thế là người ta giao đồ ở ngoài, con ra lấy giùm cô liền đi. Dạ dạ. Cô ơi, mà cô coi cái nồi trứng với lại là canh con chưa có nêm nữa nha cô. Cô biết rồi. Trời. Cô có phải không nha? Dạ. Cái gì? Hả Tâm Ý hả? Nó không có đi được đâu. Bạn chị tới chơi đông lắm, nó phải nhà phụ nè. Dạ, em biết rồi. Vậy thôi nha. Ê, con chưa có nêm nồi canh hả? Sao cô ở đây? Tâm Ý kêu tôi đem tài liệu tới cho anh, tôi để trên bàn rồi đó. Cảm ơn cô nha. Nhưng mà không phải tại tôi vì anh đâu nha. Tâm Ý năn nỉ lắm, lắm luôn á. Tôi mới đem tới đây á. Tôi biết rồi. Mà cũng coi như cảm ơn anh hôm bữa bao tôi cà phê. Về nha. Mà khoan đã. Hả? Cô cũng muốn đi ăn với tôi không? Ê. Hả? Tôi phải làm gì vậy? Làm gì cũng được, thoải mái đi. À, cô đói bụng chưa? Ồ, buffet hả? Đúng rồi. Để ăn miễn phí không? Ăn bể bụng cũng được. Cảm ơn nha. Chào hai anh, em đói quá, em đi trước nha. Sĩ, bồn chia tay với cô gái thanh khiết kia rồi hả? Nói gì vậy? Sao bữa nay dẫn cô mới tới vậy? Nói gì vậy? Nè nè, cái cô bệnh nhân đó giờ bầu ông luôn rồi hả? Nè, không phải, đừng nói bậy. Lù khù dắt luôn, chạy lòng đó nha. Trời, đồ mê gái bỏ bạn. Thôi, lấy đồ ăn giùm tôi đi, đừng nói nhiều quá. Có bên kia rồi. Vậy đi qua kia ăn. Chắc là bạn cô tới. Nè con, phụ cô dọn bàn cho xong nha. Dạ. Chào em. Dạ, xin lỗi anh nha, tại em thích ăn chả giò lắm. Em đi chung với ai tới đây vậy? Dạ, bạn em dẫn em tới. Anh ơi, miễn phí á anh tranh thủ anh ăn đi nha. Ăn ít uổng lắm. Công nhận em dễ thương thiệt. Hey, hey, hey.
ngồi yên đây nữa hả? Bác sĩ Tính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, đang tán tỉnh con Mỹ kìa, qua mà nói đi. Nè, sao không mau đi đi, ngồi đó ăn được nữa trời. Trời, ông không biết biệt danh quán hả? 10 phút đó, 10 phút thôi là cú đổ của Mỹ á, qua lẹ đi. Chị nhanh lên. Quan tâm chuyện đó làm gì? Lo mà quan tâm mấy người đi cần là hai người đi kìa. Ngoại tôi ngồi đây rõ gì nữa. Chị của tôi á, có thể lo cho bà ngoại của ông đó. Gì vậy? Vâng, thưa quý vị, tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những vị bác sĩ cùng các nhà hảo tâm đã đến tham dự buổi tiệc từ thiện giúp đỡ bệnh nhi ung thư ngày hôm nay. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức định kỳ hàng năm và năm này là năm thứ 8. Trước khi diễn ra buổi lễ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là trò chơi cặp đôi bền chặt. Em biết không, lúc đó nó một cái bùm. Thôi, thấy ghê luôn á. Dạ hả? Ừ. Chắc anh hết hồn luôn á phải không? Đúng rồi. Phần thưởng là một chiếc điện thoại và một chiếc laptop đời mới nhất. Ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào. Thôi, phần thưởng là laptop thiệt luôn á hả? Em thích laptop hả? Nhanh lên nào, ai muốn chơi xin mời bước lên sân khấu nào, nhanh lên. Vậy à, em lên chơi chung với anh nha. Dạ. Đi. Khoan đã. Xin lỗi bác sĩ Tính. Đây là bạn của tôi. Xin lỗi. Nè. Gì? Cô quá đáng thiệt á. Muốn laptop sao nói với tôi. Tao có muốn, mới tức thì là mới muốn thôi. Tại vì laptop ở nhà của tôi bị hư rồi. Mặc dù vậy đi nữa, cô quá đáng lắm. Nhờ tôi, cô có bữa ăn miễn phí như vậy. Bây giờ cô muốn tham gia với người khác là sao? Ủa nhưng mà không chơi với bác sĩ Tính, chơi với anh có chắc phần thắng không vậy? Không chắc, nhưng mà thử mới biết. Nhưng mà nếu như mà chơi với anh mà thắng á, là cái laptop đó là anh phải đưa cho tôi đó nha. Vậy chơi anh ơi. Go lên. Cô gì làm gì mà nặng quá vậy? Tôi gì mà nặng gì, nhà heo à? Rất nặng luôn đó. Rốt cuộc cô ăn cái gì mà nặng quá vậy? Go lên. Vậy là chỉ còn hai cặp nữa thôi, cố gắng lên nào. Nghĩ về cái laptop, sắp được cái laptop rồi. Cái điện thoại nữa kìa, cái laptop. Chưa laptop, tôi. Cái laptop, đang lại. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên. Liên tục mà không có cái điện thoại đó trên Facebook. Cố lên. Bộ cô thích lắm hả? Tất nhiên rồi. Vậy là vui rồi. Nè, còn có điện thoại nữa nè. Điện thoại là của anh á. Tôi tính về tôi tặng cho mẹ tôi á, chắc chắn mẹ tôi sẽ bất ngờ lắm nè. Thiệt tình. Nói giỡn á. Có mặt dày cách mấy á, cũng không thể nào cướp công của anh như vậy được. Công lao của anh nó rất rất là lớn luôn á. Cảm ơn nha. Nói vậy còn nghe được. Mà nè, cô Tính không ăn hả? Ôm này hoài vậy? No rồi. Ủa? Chú về rồi hả? Hồi chiều chú có ca phẫu thuật. Chú xin lỗi phải để con chờ nha. Dạ không sao đâu. Mà chú đi tiệc có vui không? Chắc là con bận quá hả?
đồ chưa kịp thay nữa kìa. Dạ con định thay mà không có kịp. Nè, chú có cái này cho con nè. Dạ. Cái gì chú? Cái điện thoại này chú được trúng thưởng, chú tặng cho con, con cầm đi. Sao chú lại cho con cái này? Cả nhà này ai cũng có hết rồi, chỉ mình con là chưa có. Mỗi lần liên lạc với con rất là khó. Con giữ lấy đi. Ủa, của con hả? Làm chi? Làm chi? Của con. Làm chi? Anh, làm chi? Con hả? Con giữ lấy xài đi nha. Làm chi?